Xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với bản tin của bóng đá trẻ VN. Cựu trợ lý của David Beckham cảnh báo rằng nếu coi nhẹ Việt Nam, Australia sẽ phải nhận cú sốc. Cùng với đó thì báo chí Australia cũng cảnh báo đội nhà về trận đấu nhiều khó khăn tại Mỹ Đình sắp tới. Mặc dù Australia đã giành chiến thắng 3-0 dễ dàng trước đội tuyển Trung Quốc, nhưng báo chí nước này vẫn cho rằng các học trò của huấn luyện viên Graham Arnold vẫn chưa thể nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Đội tuyển Australia đang dẫn đầu bảng B ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á 2022. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng trình độ cao, đội tuyển Australia được đánh giá cao hơn so với Việt Nam ở trận đấu thứ 2 vòng bảng diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9 tới đây. Do vậy, tờ West Australia đã đưa ra lời cảnh báo với đội tuyển của họ. Tờ báo này tin rằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam vẫn ẩn chứa nhiều khó khăn. Việt Nam đã có phong độ ấn tượng trong những năm gần đây. Tại vòng loại thứ hai, Việt Nam đã có thành tích rất tốt trước khi nhận thất bại 2-3 trong trận đấu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bên cạnh đó, những bất ngờ mà đội tuyển Việt Nam tạo ra được trước Ả Rập Saudi mới đây, đặc biệt là ở trong hiệp 1. Tờ báo của Australia đánh giá cao, vì thế, tờ báo này khuyên các học trò của huấn luyện viên Graham Arnold không thể nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Đồng thời, tất cả cần nhanh chóng dành sự tập trung cao nhất cho chuyến làm khách tại Mỹ Đình tới đây. Theo đánh giá của huấn luyện viên Graham Arnold, việc làm khách trên sân Mỹ Đình lần này sẽ thuận lợi hơn so với trước bởi đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự cổ vũ của khán giả nhà do đại dịch Covid-19. Huấn luyện viên Arnold đã chia sẻ thi đấu trên sân không có khán giả là một lợi thế đối với đội khách và thật mừng khi chúng tôi lại có lợi thế đó trong trận gặp Việt Nam sắp tới. Chúng tôi đã hồi phục thể trạng sau trận đấu với Trung Quốc, toàn đội đã sẵn sàng tinh thần cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trái với sự tự tin của huấn luyện viên Arnold và các học trò, tờ Sporting News của Australia lại tỏ ra lo lắng cho đội nhà khi phải đến làm khách trên sân của Việt Nam. Australia không thể xem nhẹ Việt Nam, đội bóng có thể đặt ra nhiều thách thức hơn so với Trung Quốc trong trận ra quân vừa qua. Tờ Sporting News đã viết như vậy. Cũng theo tờ báo này, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy sự phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành công trong thập kỷ qua. Ngoài ra, tờ Sporting News còn nhắc lại chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước UEA vào tháng 11/2019 như lời minh chứng để Australia thấy được sự nguy hiểm của những chiến binh sao vàng. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, sân Mỹ Đình luôn là điểm tựa của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu chính thức. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2018, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng các trận đấu tại Mỹ Đình. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng có thành tích bất bại tại Mỹ Đình. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 2 chiến thắng trước Malaysia và UEA, 1 trận hòa trước Thái Lan. Việc đội tuyển Việt Nam chưa từng thua trên sân nhà Mỹ Đình dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo sẽ tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ. Tuyển Việt Nam sẽ gác lại tất cả sau trận đấu với Ả Rập Saudi để hướng đến màn đối đầu với Australia. Vấn đề với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này là hàng thủ đang bị cơn bão chấn thương càn quét mạnh mẽ. Hàng thủ vốn đã khuyết nhiều vị trí như Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng nay lại thiếu vắng Duy Mạnh và sự tái phát chấn thương của Đình Trọng sẽ càng khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn hơn, nhất là trước những cầu thủ có thể hình cao to bên phía Australia. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tìm ra những phương án tiếp cận, giải quyết một Australia đang rất sung mãn, đặc biệt là khắc chế lối chơi không chiến đầy sức mạnh của những cầu thủ đang chinh chiến ở trời Âu. Bóng bổng sẽ là nguy hiểm cực lớn với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này, xét trên nhiều phương diện. Đối thủ đang mạnh hơn rất nhiều so với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là không nhiều, thẳng thắn nhìn nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là run sợ trước đối thủ. Người hâm mộ vẫn tin tưởng huấn luyện viên Park Hang-seo, tin các cầu thủ Việt Nam với ý chí quật cường, không biết cúi đầu trước mọi đối thủ, sẽ tìm ra những giải pháp khắc chế để hướng đến kết quả tốt đẹp trên sân nhà Mỹ Đình tới đây. Người hâm mộ Việt Nam đặt niềm tin vào các chiến binh sao vàng sẽ vượt núi thành công để làm nên chuyện trước đội bóng xứ chuột túi. Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Australia, tuyển Việt Nam đã chào đón sự gia nhập trở lại của 4 cầu thủ là trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Trần Minh Vương và thủ môn Văn Hoàng. Trong 4 cầu thủ này, Tiến Dũng và Minh Vương không kịp hồi phục chấn thương nên lỡ chuyến làm khách trên sân của Ả Rập Saudi, trong khi Việt Anh và Văn Hoàng không có tên trong danh sách đi Ả Rập Saudi. Theo đánh giá của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Australia còn mạnh hơn so với đội tuyển Ả Rập Saudi. Do vậy, ông và các học trò của mình sẽ phải nỗ lực gấp bội trong cuộc đối đầu với đội bóng này tới đây. Trong khi đó, thì huấn luyện viên Park Hang-seo chưa thể bổ sung Công Phượng. Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai chưa được triệu tập do Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn phải xem xét khả năng di chuyển của anh từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội.
Nguyễn Công Phượng được nhắc đến nhiều nhất trước trận gặp Australia vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, chân sút Nghệ An chắc chắn không tham gia lượt trận thứ hai vòng loại thứ ba World Cup. Theo tìm hiểu của báo giới, huấn luyện viên Park Hang-seo không có kế hoạch sử dụng Công Phượng khi anh xin vắng mặt ở đợt tập trung tháng 8 vì chuyện gia đình. Tuy nhiên, tùy vào tình hình cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ triệu tập bổ sung trong tháng 9. Việc còn lại của VFF là thông báo và thu xếp cho Công Phượng ra Hà Nội hội quân. Công Phượng đang ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình. Việc di chuyển giữa hai nơi đang trong giai đoạn khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thủ tục xin phép cơ quan chức năng cần có thời gian xem xét. Thông thường, sau khi thu xếp được cách thức và thời gian di chuyển cho cầu thủ, VFF mới đưa ra thông báo chính thức và gửi lệnh triệu tập cho câu lạc bộ. Hiện tại Hoàng Anh Gia Lai chưa nhận được thông báo nào. Nhiều khả năng Công Phượng sẽ có mặt ở Hà Nội sau ngày 7 tháng 9. Anh có gần 30 ngày để tập luyện trước khi đội tuyển có trận gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 ở Qatar và đội tuyển Oman vào ngày 12 tháng 10. Như vậy, nếu Công Phượng không thể tham gia trận đấu tiếp đón Australia là một điều rất đáng tiếc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, thì báo chí Hàn Quốc tỏ ra lo lắng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước một đối thủ thuộc top đầu châu Á, tuyển Việt Nam thiếu vắng hàng loạt trụ cột nơi hàng thủ vì chấn thương và thẻ phạt. Điều này khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo và người hâm mộ hết sức lo ngại. Tờ Osen của Hàn Quốc nhận định tuyển Việt Nam đang đứng trước những khó khăn rất lớn trong lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup. Tình thế của huấn luyện viên Park Hang-seo trong lần đầu tiên cầm quân ở vòng loại cuối cùng World Cup đang rất đáng lo ngại. Truyền thông Việt Nam nhận định sự vắng mặt của Duy Mạnh càng làm tăng thêm nỗi lo cho thầy Park Hang-seo, bởi những trung vệ còn lại ở đội tuyển đều ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hơn nữa, rất khó để thực hiện sự thay thế, thử nghiệm trong một trận đấu quan trọng với đối thủ như Australia. Nên nhớ tuyển Australia đã thể hiện sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc. Các cầu thủ Australia đã trình diễn lối chơi mạnh mẽ, thiên về thể lực, tốc độ nhưng cũng rất đa dạng và ăn ý trong tấn công. Trong khi đó, thì báo Trung Quốc chỉ ra tử huyệt của đội tuyển Australia. Tờ Sohu của Trung Quốc chỉ ra tử huyệt của Australia, dù họ vừa thất bại 0-3 trước đội bóng này. Đặt mục tiêu tham vọng lớn nhưng Trung Quốc lại thua trắng 3 bàn không gỡ trước đội bóng xứ chuột túi ở lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, theo quan điểm của tờ Sohu, thực ra Australia không mạnh mà do Trung Quốc quá kém. Xem Australia đá cũng chẳng có gì hay, tờ Sohu đã bình luận. Họ chơi khá đơn giản, kỹ thuật kém, cách chơi không biến ảo nhưng thực dụng. Từ đó, tờ báo của Trung Quốc mách nước cách hạ đối thủ vừa giành chiến thắng đậm trước đoàn quân của huấn luyện viên Letia. Không cần phải chơi với hàng tiền vệ 5 người khi đối đầu với Australia, tờ Sohu nhấn mạnh. Chỉ cần sử dụng hai tiền vệ trung tâm, biết cách phối hợp nhịp nhàng với nhau, người lên người xuống, điều quan trọng nữa là đảm bảo khả năng đánh chặn. Điểm mạnh nhất của Australia là thể lực và thể hình, tờ Sohu đặc biệt lưu ý. Do đó, khi đối đầu với họ, cần chuẩn bị tốt nhất về thể lực và đảm bảo các phương án chống phản công. Các cầu thủ Australia còn có tốc độ tốt nên cần mẫu tiền vệ có khả năng đánh chặn. Cuối cùng, tờ Sohu kết luận sở dĩ Trung Quốc thua đậm Australia bởi hàng thủ của Trung Quốc phản ứng quá chậm, các hậu vệ thiếu sức mạnh và khả năng giữ bóng, còn các tiền vệ hầu như không biết vận hành lối chơi. Theo dõi trận đấu với Australia sẽ thấy hậu vệ cánh của Trung Quốc thiếu cơ động, trong khi lẽ ra họ phải công thủ nhịp nhàng. Hàng công của Trung Quốc cũng kém khi chẳng có cú sút nào để gây áp lực lên đối phương, Sohu thẳng thắn. Để phục vụ cho trận đấu này, sân Mỹ Đình đã lắp va hoàn tất. Ngày 5 tháng 9, va, gọi tắt là trợ lý trọng tài video, đã được các chuyên gia Liên đoàn bóng đá châu Á và tổ kỹ thuật lắp đặt xong ở sân Mỹ Đình. Theo đó, tối ngày 4 tháng 9, chuyên gia của AFC và tổ kỹ thuật đã bắt đầu tiến hành việc lắp đặt va tại sân Mỹ Đình và đã hoàn tất trong chiều ngày 5 tháng 9. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiếp nhận các thiết bị va do AFC hỗ trợ vào ngày 21 tháng 8. Sau 10 ngày làm thủ tục thông quan, va đã được chuyển về kho của VFF để lắp đặt phục vụ cho trận đấu giữa Việt Nam gặp Australia. Sau khi va được lắp đặt hoàn chỉnh, các trọng tài sẽ cho chạy thử trước khi trận đấu chính thức giữa Việt Nam và Australia khởi tranh vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9. Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, va chính là nỗi ám ảnh khủng khiếp trước đội tuyển Việt Nam đến làm khách tại Ả Rập Saudi trong trận đấu rạng sáng ngày 3 tháng 9 vừa qua, khi mà trận đấu diễn ra ở phút 49, Duy Mạnh trong tình huống lăn xả cản phá cú dứt điểm của đối phương đã để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Chính va đã tiếp tay cho trọng tài rút ra thẻ vàng thứ hai cho Duy Mạnh và cho Ả Rập Saudi được hưởng quả phạt penalty. Tình huống đó chính là bước ngoặt khiến cho Việt Nam thua ngược 1-3 trước đội bóng Tây Á. Trong khi đó, thì Xuân Trường đã khẳng định tuyển Việt Nam không bao giờ đầu hàng khó khăn. Lương Xuân Trường khẳng định tuyển Việt Nam chưa bao giờ đầu hàng khó khăn và nỗ lực tới cùng ở vòng loại cuối cùng của World Cup. Trả lời phỏng vấn AFC trước cuộc đối đầu với Australia, Lương Xuân Trường đã thừa nhận
tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên anh và đồng đội luôn thể hiện sự đoàn kết rất cao để vượt qua giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ, mong người hâm mộ luôn ủng hộ Việt Nam, Xuân Trường đã chia sẻ. Vòng loại thứ 3 rất khó khăn, Australia là đối thủ rất mạnh. Chúng tôi phải có sự chuẩn bị rất tốt về tinh thần, kỹ thuật và thể lực. Mục tiêu của toàn đội đặt ra là giành càng nhiều điểm càng tốt ở bảng B, Xuân Trường đã chia sẻ như vậy. Và cuối cùng là đội hình chấp vá khả dĩ nhất của đội tuyển Việt Nam đối đầu Australia. Huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải tung ra đội hình chấp vá cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón Australia ở lượt trận thứ hai bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tới đây. Đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất lớn về lực lượng khi tiếp đón Australia trong trận đấu sắp tới, ngoài việc tiếp tục thiếu vắng Minh Vương, Tiến Dũng, Văn Hậu do chấn thương không kịp trở lại. Tuyển Việt Nam còn mất thêm Đình Trọng, trung vệ 24 tuổi bị rách cơ đùi, cần nghỉ ngơi khoảng 3 tuần. Trong khi đó Duy Mạnh cũng phải ngồi ngoài sau khi bị truất quyền thi đấu ở trận trước. Như vậy trong số 5 lá chắn thép của thầy Park Hang-seo tin dùng trong gần 3 năm qua, chỉ còn mỗi đội trưởng Ngọc Hải là tương đối khỏe mạnh. Hơn hết việc có 4 trên 5 trung vệ bị chấn thương đặt ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vào thế cực kỳ ngặt nghèo khi cuộc chiến cho vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 đang trong giai đoạn thi đấu. Không còn sự lựa chọn nào khác, thầy Park Hang-seo buộc phải đập đi xây lại. Tấn Trường với phong độ ổn định gần như chắc chắn sẽ là người bắt chính trong khung gỗ. Ở hàng thủ, Quế Ngọc Hải và Thành Trung, nhiều khả năng thầy Park Hang-seo sẽ trao cơ hội cho Hồ Tấn Tài đá chính trong vai trò trung vệ lệch phải do Duy Mạnh để lại. Hồ Tấn Tài từng chơi ở vị trí này rất hay trong màu áo U23 Việt Nam tại SEA Games 2019. Trong hai trận đấu tập nội bộ với U22 Việt Nam mới đây, hậu vệ của Bình Định cũng được ông thầy người Hàn Quốc thử nghiệm và có màn thể hiện khá tốt. Có lẽ anh là sự lựa chọn khả dĩ nhất nếu đặt lên bàn cân so với Thanh Bình, Việt Anh và Văn Thiết. Ở hai biên Trọng Hoàng và Văn Thanh nhiều khả năng vẫn sẽ là sự lựa chọn của thầy Park Hang-seo. Australia chắc chắn sẽ tấn công nhiều hơn ở hai bên cánh để treo bóng bổng vào khu vực vòng cấm nhằm tận dụng chiều cao và thể hình trước Việt Nam. Trọng Hoàng và Văn Thanh với nền tảng thể lực dồi dào được kỳ vọng sẽ khắc chế những miếng đánh xuống biên này của đối thủ. Ở trung tâm hàng tiền vệ Hoàng Đức và Tuấn Anh cũng sẽ tiếp tục song hành. Trước đối thủ to cao chịu khó tranh chấp, quay sát nhanh nên khả năng cầm bóng thoát pressing của hai cầu thủ này được chờ đợi có đất diễn. Trong khi đó ở hai cánh, nhiều khả năng ông Park Hang-seo có thể điều chỉnh vị trí của Văn Đức. Sau 4 trận liên tiếp được trao cơ hội đá chính kể từ vòng loại thứ 2 đến nay, Văn Đức gần như không thể hiện được nhiều. Tiền vệ của Sông Lam Nghệ An dường như vẫn chưa lấy lại được phong độ vốn có của mình. Thi đấu khá mờ nhạt, thế nên sẽ không ngạc nhiên nếu thầy Park Hang-seo thay Văn Đức bằng Văn Toàn. Cầu thủ đang có phong độ rất cao lại sở hữu những cú bứt tốc có thể gây ra những khó khăn cho hàng thủ to cao bên phía Australia. Trên hàng công, Tiến Linh vẫn là sự lựa chọn duy nhất, đó là điều không thể khác dù anh mới có màn trình diễn không mấy ấn tượng trước Ả Rập Saudi. Khả năng di chuyển rộng, những tình huống xâm nhập khung thành dứt điểm của chân sút 24 tuổi được kỳ vọng sẽ mang đến sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, với một người khó đoán như thầy Park Hang-seo, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, rõ ràng đây có thể xem là đội hình khả dĩ nhất mà đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng để tiếp đón đối thủ rất mạnh là Australia ngày 7 tháng 9 tới đây. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.